Đất Sào, thành phố Long Khánh, mặt tiền đường nhựa 5m, chưa qua đầu tư, giá F0, nhiều tiềm năng tăng giá. Chào anh chị, thì Tuấn đang đứng tại xã Bảo Quang, thành phố Long Khánh. Thì trên cái mặt tiền đường nhựa này rộng 6m thì có những cái thửa đất đang được rao bán ở đây. Thì phía trước mặt Tuấn đây thì là đi ra đường ruộng tre Thọ An. Thì từ đây đến trung tâm thành phố Long Khánh khoảng chừng là 15 phút lái ô tô. Và phía sau lưng này thì anh chị sẽ đi khoảng 800m thì kết nối với đường 763. Đường 763 là cái đường mà chúng ta đi từ Long Khánh đi qua hướng La Nghè và kết nối vào quốc lộ 20 là hướng Lâm Đồng. Thì những thửa đất này đã có sổ đỏ hết rồi. Và anh chị có thể là thích thì chúng ta có thể là công chứng ngay, không cần phải chờ đợi. Trong cái vấn đề đất nền thì là pháp lý là một trong những cái mà khách hàng thường quan tâm nhất. Thì anh chị yên tâm ở đây thì đã có pháp lý đầy đủ. Vị trí thửa đất tại xã Bảo Quang, thành phố Long Khánh và cách trung tâm thành phố Long Khánh 10 km. Thưa anh chị, như vậy là chúng ta đi theo đường ruộng tre Thọ An thì chúng ta quẹo vào đường nhựa 5m. Thì đây là khu vực của những thửa đất của chúng ta, xã Bảo Quang, thành phố Long Khánh. Thì Long Khánh là một trong những thành phố trẻ nhất cả nước, được thành lập từ năm 2019. Sau khi được thành lập thì Long Khánh đã chuyển mình mạnh mẽ. Đây cũng là thị trường bất động sản hứa hẹn nhiều tiềm năng cho các nhà đầu tư nhanh nhạy bởi nhiều yếu tố bền vững. Hiện nay tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của thành phố Long Khánh đạt trên 15% một năm, gấp đôi mức trung bình tăng của cả nước. Thưa anh chị, thì như vậy là những thửa đất của mình nó nằm phía bên tay phải và bên tay trái của cái trục đường này. Đây là vị trí của thửa đất mà chúng ta đang được rao bán. Thưa anh chị, đây là khu dân cư hiện hữu cho nên chúng ta cũng thấy khá nhiều căn nhà ở đây sinh sống và làm việc ở đây. Và đây là đồ hình của các thửa đất nằm trên trục đường nhựa 5m này. Thì chúng ta thấy các thửa đất có diện tích từ 1.000 đến 2.000m. Việc mà tỉnh Đồng Nai siết lại vấn đề phân lô tách thửa thì hiện nay các thửa đất từ 1.000 đến 2.000m được săn đón khá nhiều, bởi lẽ không còn nhiều. Và đặc biệt là các thửa đất này đều có sổ đỏ, cho nên chị rất là yên tâm khi mà chúng ta giao dịch. Và đây là hình ảnh một cái sổ đỏ tại một thửa đất này. Thì anh chị thấy đây là ấp Thọ An, xã Bảo Quang, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Đất ở đây là đất trồng cây lâu năm. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này của Tuấn. Anh chị cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ các số điện thoại của Tuấn. Tuấn sẽ gửi thông tin chi tiết đến cho các anh chị. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin trân trọng kính chào.